Hi, xin chào mọi người đến với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Hiện tại Kiều đang có mặt tại cửa hàng xe máy Hà Đặng 4, địa chỉ 1361 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Kiều sẽ giới thiệu về dòng xe Vinner X, mà dòng xe được nhiều các bạn trẻ, nhất là các bạn nam săn đón ha. Thì đầu tiên Kiều sẽ nói về phần thiết kế của dòng xe Vinner X. Có thiết kế thể thao, cao cấp, hiện đại. Đầu tiên thì sẽ vô phần đầu xe. Thì đầu xe thông thường thì những dòng xe khác thì được trang bị bóng đèn lớn ở phần đầu xe. Đối với dòng Vinner X thì bóng đèn được dời xuống phần mặt nạ đây. Thì hai bên bóng đèn thì được sử dụng bóng đèn LED. Hai bên xi nhan thì được cũng sử dụng bóng đèn LED nha mọi người. Thì xuống phần bánh xe của dòng Vinner X thì có kích thước tầm khoảng 17 inch. Sử dụng mâm trước sau và hệ thống phanh đĩa. Thì dòng xe Vinner X này có trang bị thêm cho mình cái hắn ABS. Thì hắn ABS này giúp chúng ta khi đi đường trơn trọt thì hệ thống phanh ABS này giúp bánh xe chúng ta sẽ cứng lại nha. Xuống phần đây có trang bị thêm cho mình cái cát nước nữa nè. Đây, cát nước đi nha. Qua phần mặt đồng hồ thì có thiết kế nhỏ gọn hiện đại nè. Thì trên mặt đồng hồ thì có hiển thị lên cho mình km nè, giờ, đèn, xi nhan trái phải. Bên tay trái của Kiều thì có trang bị thêm cho mình cấp pha nè, còi, xi nhan trái phải. Còn bên tay phải thì có trang bị thêm cái đời. Xuống phần ba ga thì ba ga Kiều thấy cũng khá là rộng rãi. Đối với dòng xe Vinner X thì có trang bị thêm cho mình cái cổng sạc nữa nha mọi người. Đây, cổng sạc đây. Qua phần thì đối với dòng xe Vinner X thì được trang bị khóa xì mắt thay. Xuống phần yên xe thì yên xe nhỏ gọn, mềm mại nè. Vô phần cúp xe thì cúp xe dòng Vinner X này thì không có cúp xe nha mọi người. Xuống bình xăng thì bình xăng có dung tích tầm khoảng 5 lít đó. Đây. Qua phần tay dắt đây. Tay dắt thì khá là cứng cáp nha, để cho mình di chuyển xe, dẫn xe dễ dàng hơn. Thì xi nhan đối với dòng xe Vinner X thì xi nhan được thiết kế dạng xi nhan lồi nè. Đây, xi nhan thì được sử dụng bóng đèn LED luôn. Xuống phần đuôi xe có trang bị thêm cho mình cái bóng đèn soi biển số. Nãy giờ Kiều cũng có giới thiệu sơ về dòng xe Vinner X. Thì dòng xe Vinner X này thì bên cửa hàng Kiều chỉ có giá là 32.300.000 cho đến 37.300.000. Thì hồ sơ cần có căn cước công dân hoặc bảo hiểm y tế bằng lái xe thì mình có thể lên hồ sơ. Thì đối với dòng xe Vinner X này thì chỉ cần bạn trả trước từ 5 đến 7 triệu thì mình có thể lên hồ sơ nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video này.